Xin chào anh em, tiếp tục trở lại với chương mục review đồng hồ. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em một chiếc Polo 17 chân kính chạy máy 2609 rất nổi tiếng về độ bền bỉ của Liên Xô mà mình đã từng giới thiệu đến anh em trong khá là nhiều video. Thì không giống như những cái chiếc Polo mình từng giới thiệu đến anh em, là những cái chiếc Polo lần trước mình quay thì thường thường là nó thiết kế mặt tròn. Tuy nhiên thì cái chiếc Polo này thiết kế mặt hình chữ nhật và nó làm hai cái đường cạnh hai bên nó làm hơi vát cong một chút. Thì mình cũng đã gửi một video đến anh em một cái chiếc Polo mà có và được thân vỏ bằng chrome, thì nó cũng thiết kế cái tương tự như thế này. Đấy, thì thông số của cái bộ máy 2609 mình đã nói ở nhiều video trước rồi. Đấy. Tuy nhiên thì mình vẫn xin nhắc lại để những anh em là lần đầu tiên theo dõi hoặc là kênh của mình thì có thể nắm được. Đấy. Thì cái bộ máy 2609 là một bộ máy nên có tay với 17 chân kính, thì khả năng tích cót thì không dưới 36 tiếng, tần số dao động là rơi vào khoảng 2,5 Hz, tức là 18.000 VPH. Đấy. Thì và cái độ chính xác của em nói là trong khoảng cộng trừ 30 giây một ngày. Đấy. Thì mình xin nói qua một chút về cái thông số của chiếc đồng hồ để anh em nắm được. Đấy. Thì quay trở lại với nhân vật chính, như đã nói ban đầu ấy, thì cái chiếc đồng hồ này là có thiết kế vỏ đất đặc biệt. Đấy, nó là theo kiểu hình chữ nhật với những cái đường làm vắt cong ở hai bên. Đấy. Khiến cho cái chiếc đồng hồ này cái kích thước của nó cũng to hơn một chút so với những cái dòng đồng hồ vintage. Thì kích thước của nó rơi vào khoảng là 36 đấy, và nhân với chiều dài là 38, 36 38 thì là một cái size khá to so với những cái chiếc vintage cùng thời. Đấy. Và cái mặt kính sử dụng trên cái chiếc đồng hồ này thì cũng là mặt kính nhựa, cái mặt kính mica đấy. Thì cái điểm mạnh và điểm yếu của cái mặt kính này thì mình đã nói ở một vài video rồi, thì cái mặt kính này nó rất là dễ xước, và trên mặt kính của cái chiếc đồng hồ này cũng có một vài cái xước vết xăm. Đấy. Thì cọc số của chiếc đồng hồ này là làm cọc số học trò, cọc số Ả Rập 1 2 3 4 5 6 7 8. Đấy. Và ở vị trí ở dưới vị trí 12 giờ thì có ghi chữ Polo, ở vị trí 6 giờ thì Make in USR. Đấy. Bởi vì đây là một cái bản xuất khẩu nên là người ta để tiếng Anh. Đấy. Và có dòng chữ 17 dây kéo tức 17 chân kính. Thì cái bộ kim thì người ta làm một cái bộ kim mảnh với kim dây trung tâm, và tất cả đều được sơn màu đen đồng màu với lại màu đen cọc số. Đấy. Và cái bộ kim cọc số này rất là nổi bật trên cái mặt trắng rất là thanh lịch của cái chiếc đồng hồ này. Đấy. Anh em quan sát sẽ thấy ngay. Đấy. Một cái chiếc đồng hồ Polo thiết kế khá đặc biệt, thực sự là rất là đẹp. Đấy. Thì bây giờ là mình sẽ quay qua một chút về thân vỏ cho anh em xem. Thì thân vỏ trước này được bọc vàng ao 10. Đấy, rất là mới, gần như là mới, gọi là với bén cạnh đấy. Không có những cái vết xước, xước sát gì cả. Khá là mới. Đấy. Với cái nắp đáy là nắp đáy gạch. Đấy. Và trên cái nắp đáy thì cũng người ta làm các cái vân xoáy. Đấy, mình sẽ quay cho anh em xem. Và cũng không có cái gì thông nhiều thông số, ngoại trừ cái số series là 739846 thôi, không có nhiều thông số cả. Đấy. Đấy, cái núm chỉnh zin thì ở vị trí 3 giờ. Đấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó về vị trí 10 giờ 10 để cho anh em quan sát xem các cái chức năng hoạt động như thế nào. Chung là các cái chức năng hoạt động rất tốt, giống như những cái chiếc đồng hồ khác thì nó cũng không có chức năng dừng kim dây. Nên là khi mình chỉnh thì nó vẫn chạy bình thường. Chỉ có dòng đồng hồ là Sport Chip nữa. Đấy, thì nó có chức năng dừng kim dây, hoặc là những cái chiếc Sturman Skia thì nó có chức năng dừng kim dây, hoặc là Vostok Kamazir Skia nó có chức năng dừng kim dây. Còn đồng hồ Polo thì gần như là không có chức năng dừng kim dây. Đấy. Nói chung là các chức năng đều hoạt động rất là trơn tru. Bây giờ mình sẽ lên tay cho anh em xem. Nói chung lên tay chiếc này khá là đẹp. Đấy, anh em có thể quan sát thấy nó rất là phong cách. Thì tổng thể đây là một cái chiếc đồng hồ vẫn còn rất là mới và đáng để chơi và sưu tầm. Đấy. Thì video review chiếc đồng hồ Polo 17 chân kính của mình đến đây là kết thúc. Nếu anh em thấy hay thì đăng ký video ủng hộ mình. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.